Đây là chương trình phát thanh Mano của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Phát thanh nhịp cầu tri ân. Thầy cô luôn là những người lái đò đưa chúng em đến với những trang sách mới, tận tụy giúp chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức, luôn dìu dắt chúng em làm quen với bao điều xa lạ mà trước giờ chúng em chưa từng được tiếp xúc trong thời gian của tuổi học trò. Vì vậy, tập thể lớp 91 chúng em nhân dịp 20 tháng 11 gửi đến cô Võ Thị Hồng Liên, lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo bộ môn một lời chúc sức khỏe. Chúc cho các thầy cô luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin và thành công trong cuộc sống. Sau đây, xin kính mời các thầy cô cùng lắng nghe một bài hát mang tên Người Thầy. Ai nhớ ai quên con đò xưa.
làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.